Vào tối qua, Festival Tôm Cà Mau Tự Hào Thương Hiệu Việt đã chính thức khai mạc tại quảng trường Phan Ngọc Hiển. Với chủ đề Festival Tôm Cà Mau Tự Hào Thương Hiệu Việt là thông điệp khẳng định thương hiệu tôm Cà Mau, tôm Việt, đồng thời thể hiện niềm tự hào và khát vọng phát triển thương hiệu tôm Việt Nam lên tầm cao mới, thể hiện quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong việc khẳng định vị thế tôm Cà Mau trên thị trường, cả về số lượng và chất lượng, lan tỏa hình ảnh con tôm, giá trị của con tôm, văn hóa ẩm thực đa dạng và đặc sắc từ tôm đến với du khách trong và ngoài nước, bạn bè và đối tác quốc tế. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ ngành doanh nghiệp để tổ chức Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023. Việt Nam trở thành nước cung cấp tôm thứ hai trên thế giới, xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia. Riêng tỉnh Cà Mau đã đóng góp hơn 1 tỷ đô la Mỹ về xuất khẩu tôm, chiếm 28% cả nước và duy trì ở mức 1 tỷ đô la trong 3 năm gần đây. Riêng trong năm 2023, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thời cơ thách thức đan xen, lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trên 3,4%, tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng, đặc biệt là ngành hàng tôm vẫn còn những khó khăn. Để phát triển nông nghiệp hiệu quả và giá trị gia tăng, ngành nông nghiệp nói chung và Cà Mau nói riêng cần tập trung phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, trong đó có hệ sinh thái ngành tôm, xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải nhà kính, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu v.v. Đây là định hướng chiến lược phù hợp với phát huy tiềm năng thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh khác biệt của tỉnh Cà Mau và khu vực đồng bằng sông Cửu Long chúng ta.